Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là buổi sáng của ngày 25 tháng 5 năm 2020. Thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành lại tiếp tục cho ra mắt một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế móc mỏ. Bộ bàn ghế móc mỏ này được làm bằng chất liệu gỗ cẩm vàng của nhập khẩu từ Nam Phi. Thì bộ bàn ghế này chúng tôi giới thiệu là bộ 7 món: một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn trà và hai đôn nhỏ. Thì thông số của bộ bàn ghế này như sau: chiếc đôn nhỏ chúng tôi làm vuông 40 và bàn trà thì chúng tôi làm kích thước là 65 x 40 và chân là chân cong. Đây là chất liệu gỗ cẩm vàng nên chúng tôi khi xong mộc thì bộ bàn ghế này nó lên được màu vàng. Bản thân của gỗ nó là chất liệu màu vàng rồi. Và chúng ta cùng xem đến chiếc ghế đơn đây. Chiếc ghế đơn thì có thông số là rộng 67, sâu 56 và cao 1m17. Đều là số đẹp theo phong thủy rồi. Toàn bộ phần vách là chúng tôi đục tứ quý. Tất cả các cột móc là chúng tôi làm 4 phân. Quý vị có thể theo dõi và tham khảo được. Bộ bàn ghế này là đơn đặt hàng của khách hàng ở Hà Nam. Thì chúng tôi vừa mới xong mộc thì chúng tôi sẽ quay lại clip và báo cáo với riêng anh là hàng của anh đã xong rồi. Và hơn nữa là chúng tôi sẽ gửi tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc bộ bàn ghế phòng khách loại nhỏ vừa với không gian phòng khách nhỏ của gia đình, là bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ cẩm vàng. Chiếc bàn thì chúng tôi làm với kích thước là 1m35, rộng 65 và cao 66. Toàn bộ chân là chân cong. Và ván chúng tôi làm dày 2 phân, khuôn chúng tôi làm dày 4 phân. Hàng này rất là chắc chắn, mộng mẹo đầy đủ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cơ sở đã làm nhái hàng. Thì nó sẽ làm giảm giá thành đi và nó sẽ không bền. Thì quý vị nên cân nhắc kỹ trước khi mua hàng, thì quý vị nên xem hàng mộc tại cơ sở rồi mới sơn hàng hoàn thiện. Quý vị nào ưng bộ bàn ghế như này thì hãy liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi ở làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế phòng khách nhỏ như này thì chúng tôi còn những bộ bàn ghế phòng khách cỡ lớn như những bộ bàn ghế Minh Quốc Voi gỗ mun hoa cột 25 hay Minh Quốc Nghê gỗ mun hoa tay 16 hay là bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê gỗ hương đá cột 20. Thì đó là dành cho không gian phòng khách lớn hơn và giá thành thì nó cũng cao hơn. Và đi cùng với những bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ cẩm vàng như này thì chúng tôi còn những bộ bàn ghế móc mỏ gỗ gụ ta, gỗ gụ Lào hay là gỗ mun hoa, gỗ hương đá. Chúng tôi cũng đang còn rất là nhiều. Thì quý vị có thể về xem hàng trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hoặc quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349. Thì chúng tôi sẽ tư vấn thông số kích thước cụ thể và báo giá chi tiết của từng bộ một. Bộ này thì chiếc ghế dài chúng tôi làm dài với kích cỡ là 1m9, chiều sâu cũng là 56 và chiều cao là 1m27 theo thước phong thủy. Đây là toàn cảnh bộ bàn ghế móc mỏ gỗ cẩm vàng đây, bộ 7 món. Trên thị trường thì thường làm 6 món. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.